Thưa quý vị, nhân dịp ông Can Nehama được bổ nhiệm làm Thủ tướng Cộng hòa Áo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng. Nhân dịp ông Alexander Salenbeck được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Áo, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng. Chiều nay, Bộ Ngoại giao tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Cơ Thạch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 1921-2021. Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã ôn lại cuộc đời sự nghiệp vẻ vang hơn 60 năm hoạt động cách mạng sôi nổi và gần 40 năm công tác trong lĩnh vực đối ngoại của đồng chí Nguyễn Cơ Thạch, người con ưu tú của quê hương Nam Định, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà ngoại giao tài ba, có cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước và ngành ngoại giao. Cũng tại lễ kỷ niệm, Bộ Ngoại giao đã tổ chức lễ trao học bổng Nguyễn Cơ Thạch và trao giải thưởng cao nhất cho những người tham dự cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Cơ Thạch. Nhân dịp này còn có hoạt động triển lãm một số hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Cơ Thạch. Hôm nay tại Hà Nội đã diễn ra tọa đàm giữa các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp với chủ đề Triển khai ngoại giao kinh tế, phục vụ phát triển, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, giải pháp và hành động. Đây là hoạt động đầu tiên thuộc chuỗi các sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Ngoại giao xác định một trong các đối tượng phục vụ chính trong công tác là cộng đồng doanh nghiệp. Trong khi đó, quan tâm chính của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam là nắm bắt được thời thế, đón chắc cơ hội để thích ứng tốt. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, tọa đàm có hai mục tiêu chính. Thứ nhất, kỳ vọng các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài chia sẻ xu hướng mới về đầu tư, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo, tham mưu cho các doanh nghiệp Việt Nam cơ hội để gặt hái thành công. Thứ hai là diễn đàn để thông tin hai chiều, chia sẻ thông tin để gia nhập thị trường, tìm kiếm đối tác đầu tư vào Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài. Hôm nay nhân ngày nhân quyền quốc tế mùng 10 tháng 12, Bộ Ngoại giao phối hợp với chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tại Việt Nam đã tổ chức hội thảo tham vấn lần thứ hai về dự thảo báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện các khuyến nghị theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 3 của Việt Nam. Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang khẳng định chính sách cam kết nhất quán của Việt Nam trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, đặt con người làm trung tâm là mục tiêu động lực quan trọng nhất của đất nước, được tiếp tục thể hiện rõ qua tinh thần văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa qua, cũng như trong ứng phó với dịch COVID-19 hiện nay. Là thành viên trách nhiệm của Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn dành sự quan tâm xuyên suốt đến tiến trình UPR, cam kết mạnh mẽ sẽ tiếp tục đóng góp tích cực, trách nhiệm vào công việc của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang ứng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025. Đây là lần đầu tiên Việt Nam xây dựng và đệ trình báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện các khuyến nghị UPR chu kỳ 3 để gửi đến Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người.